Hi, we are at the bus station, Hoa Mai. We are going to Vũng Tàu. No, they go all these places. I think they go like every hour like that. So go to Vũng Tàu, 150,000 đồng, like about $7 like that. So this is the city center called the Nguyễn Thái Bình. District 1. And then this is called the Hoa Mai. Đây hả anh, Vũng Tàu hả? Cảm ơn. So we're heading to the shuttles. The van go to Vũng Tàu. So quay phim YouTube. Cho ngồi trước được không? Được. Được hả? Trả tiền thêm, trả tiền thêm cũng được. Đứng ngồi sau được không? Ơi, cảm ơn anh. Em là đi luôn tới Vũng Tàu luôn hả? Hay là chỉ trung chuyển thôi? Chuyển qua Hàm anh. Ồ, vậy hả? Tức là nó có bến xe miền Tây vậy hả? Nó đi vậy hả? Ở miền Tây nó ra, nhớ được luôn. Ồ, vậy hả? Ồ, ngay ngon quá. Qua học về em con 4 người hả? So basically this is the transfer shuttle. So they drop you off at the the highway and then the central place and then they take you all the way to Vũng Tàu. This is Saigon, Ho Chi Minh City. Đi Tân Thành. Còn đi Vũng Tàu anh? Chưa tới Phú Mỹ, cây xăng Phú Mỹ tới đoàn thôi nha. Em chung chuyển mà em hỏi đang ghi AB đó mà. Ra kia là xuống đâu rồi báo nó cho xuống. Giờ đi chỗ nay nữa hả? Không, qua hầm rồi ra kia. Con đi thẳng cái xe này đi thẳng chứ. Cũng qua Mai anh này chung chuyển nè. Không, nó đi nhiều chỗ lắm anh. Nó đi nhiều nhiều nơi lắm. Chung chuyển tới chỗ kia. Tới chỗ mà trung tâm á rồi đưa anh với chỗ khác. Đó là xe này đi luôn. Vậy chung chuyển. Nó đi cả 4 5 6 chạy luôn, nó đâu có cho chạy 3 người 4 người vậy. Ồ. Nó chạy đầy hết mới chạy. Đúng rồi. Bèo rồi, bèo luôn phải 8 người 10 người chứ. Ồ, vậy mới lời á, không có chạy ngoài mà có 1 2 người lỗ chết. Giờ mình đi kiếm đã hả? Giờ mình đang đi kiếm à. Kiếm gì trơn á, ra là nó ra là bỏ qua nó đi liền. Đang đứng đợi ngoài á, ra cái lên xe đi luôn. Mày hả? Trung tâm mà. Qua chỗ hầm chui phải không? Dạ, qua hầm chui. Đó, chung đi xe không? Ờ, chung đi xe đó đó. Đó nó đòi chết. Nhưng mà đây ngon, đi từ thành phố trung tâm cũng không phải đi ra bến xe miền Tây chạy không phải hứa tiếng đồng hồ mất thời giờ mình đúng không? Ôi, tốn tiền nữa. Xe hôm mai chú hỏi giờ mình chắc chiều tối là chiến mấy giờ mới hết. Ở Vũng Tàu. Thank you.
anh. Đông nhiều không? Đông không? Đầy không? Đây. Cho ngồi trước được không anh? Trả tiền thêm. Được không? Một người hả? Em trả tiền thêm cho. Rồi, cảm ơn. Ồ, ngồi trước nè, còn hai anh trai chỗ nè. Nè, ở đây còn chỗ nữa nè, ngồi trước. So, we ready to go to Vũng Tàu from Sài Gòn, Hồ Chí Minh City.